cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều mà chúng tôi phải chia sẻ luôn để có thể đánh thức được tinh thần của thí sinh tham gia biểu diễn cuối cùng này. Bạn là một người giảm cân rất là thấp trong tuần vừa qua, và chúng tôi hy vọng rằng là bạn phải nhảy cực kỳ giỏi để có thể kéo lại cái điểm giảm cân của mình. Hãy dành một tràng pháo tay để ủng hộ cho thí sinh cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, Xuân Lộc. Trong cái hoạt động kéo thuyền thúng, mình là một người con trai mà bắt cặp với một người con gái để người con gái đó bao cái phần lực cho mình, kéo mình đi. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Và mình cảm thấy rất là nhục nhã. Trong những giây phút mà mình thịnh tâm với yoga, trong đầu mình luôn luôn xuất hiện một cái suy nghĩ duy nhất: giảm cân. Số cân nặng của mình nhiều nhất nhưng mà mình lại giảm cân kém với mọi người. Mọi sự kỳ vọng của mọi người đã bị mình đạp đổ xuống dưới. Và đến khi chiều tối bước vào hoạt động đốt lửa trại, mọi người góp ý là mình phải cần cố gắng hơn nữa. Cái việc giảm cân của mình nó đã kéo mọi thứ xuống, trong khi mình được bắt cặp với một partner cực kỳ tốt. Ở đâu đó nó ẩn ẩn một cái suy nghĩ là cái sự ganh đua với nhau nó sẽ cao lắm. Nhưng mà sống với mọi người, mình cảm thấy sợi dây vô hình nó quấn mọi người lại, sát gần lại bên nhau. Bản thân mình khi nghe đến thể loại samba thì hoang mang tột độ. Mình sẽ vào vai một thiếu gia cưa cẩm một cô gái xinh đẹp. Chị Hải Anh có nói với mình là mắt mình phải mở thật to, luôn luôn nhìn chăm chú, giống như là một con sói lúc nào cũng muốn vồ vập ăn tươi nuốt sống cô gái. Xung quá dập môi. Trời ơi, hên nó dập môi, phần mềm của em vẫn ổn chứ. Ừ, máu của đàn ông không rơi từng giọt để cho người ta thấy được cái sự nỗ lực của em. Em hiểu không? Chị của anh mới yêu thương em nhất thôi. Đây. Cái chỗ này, cái sẹo này, sẹo nhớ đời nè. Mai mốt không bao giờ quên Hải Anh được. Em hiểu không? Đó. Ổn mà phải không? Yeah, cái. Yeah. Thưa quý vị, cái mặt và cái thần thái, thưa quý vị, nhìn người ta muốn ăn tươi nuốt sống chỉ có thể là Xuân Lộc. Bà giám khảo thấy thế nào? Nó rất là hợp với em, cái nhân vật này nè, hợp với em lắm luôn á. Nhìn nó tà tà, cái gì nó giang giang. Nó rất là sôi thịt và những cái thớ thịt trên người em nó lúc lắc, nó rung rinh á. Và làm cho người ta có vẻ một chút hơi hoảng sợ. Cô gái kia cũng rất bản lĩnh, cũng sẵn sàng chịu đấm ăn xôi. Lao tới làm tất cả mọi thứ. Cô ấy đã sẵn sàng ném tiền trả lại. Nhưng mà để tìm cái tự do, tìm đúng cái người đàn ông mình thích, không mập và không bị bụng phệ như thế này. Các nhân vật ở trong bài thi này đều thể hiện rất tốt. Ngay cái cửa tử, cái lòng thờ, cái thòng lọng nó treo trước cổ mình rồi. Đó, nên là mình sẽ rất là mạnh. Cho nên là nó được diễn tả qua những động tác của em. Cái bài thi này nó sự là được giải trí và
vô tình nó được chọn tiết mục ao hoàn toàn là xứng đáng đấy, nó bùng nổ. Dạ vâng, rất là giải trí, đáng yêu. Anh John thì sao ạ? Trong cái clip nói mọi người góp ý với em và về cái khách tập của em, thì em kể cho mọi người và kể cho anh biết cái khách tập của em là thế nào để cho tất cả mọi người góp ý. Đi bộ nửa tiếng rồi mình có ngồi đó ăn lại 1 tiếng hơn không em? Không. Dạ, em chạy bộ với lại em tập gập bụng rồi em tập đạp xe, tập trượt tuyết, nói chung là tập những bài tập cardio. Khoan, em có gập bụng hả? Anh làm thử anh coi vài động tác thử. Năn nỉ em luôn, đâu thử coi sao. Yeah. Oh. Trong chương trình mình có rất là nhiều huấn luyện viên sẽ góp ý và chỉ cho em. Anh cũng thất vọng vì tiết mục cuối cùng, vì cái bài của em nó luôn luôn hay và giá trị. Em phải quyết tâm nhiều hơn nữa. Giảm cân được hay không? Cũng đừng đi hút mỡ bụng nghe chưa. Cái gì cũng vậy, giữ gìn sức khỏe. Phan Hương thì sao? Đúng chất đại gia, mà đại gia rất là dễ thương. Mình nghĩ rằng là mình có một số chia sẻ với cả Xuân Lộc. Khi mà bạn ra sân khấu, điểm một phần và cái cách nỗ lực của bạn giảm cân qua từng tuần sẽ quyết định rất là lớn tới việc bạn xếp thứ hạng như thế nào. Hơn nữa, tinh thần, quyết tâm và cái chế độ ăn là một cái mà vô cùng quan trọng để quyết định rằng là việc bạn giảm cân được hay không. Cảm ơn Phạm Hương. Bây giờ điểm số của bạn sẽ được giấu kín cho đến khi chúng tôi công bố ở phần cuối chương trình. Quý vị cảm thấy là cái phần trình diễn của Hải Anh và bạn Xuân Lộc mà được giám khảo bình chọn là xuất sắc nhất tuần thì hãy soạn ngay banner khoảng cách 10 và gửi về 8369 3000 cho một tin nhắn. Chúc em may mắn. Mời em. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của bạn là 110,7 kg và cân nặng bây giờ là 109 kg, xuống được 1,7 kg, tương đương với 1.5%. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.